Nếu đây là lần đầu tiên em xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tín quận 12, chuyên phân phối các dòng xe tại Hino. Trước mắt em đây là một cái mẫu phiên bản xe Hino FC thuộc phân khúc series 500. Và đây là mẫu của phiên bản 2021 nha anh em. Thì hôm nay Khánh sẽ đi chi tiết thiết kế về ngoại thất bên ngoài cho quý khách hàng cũng như là anh em xem tham khảo qua về phần kết cấu, động cơ và nội thất bên trong của phiên bản 2021 có gì đặc biệt hơn so với 2020 nha. Và về kết cấu thùng hiện tại được Hino Đại Phát Tín bên Khánh đóng và gia công đóng thùng đã hoàn thiện cho khách hàng rồi. Và đây là mẫu thùng tiêu chuẩn, hiện tại phiên bản này là phiên bản có tải trọng cho phép chở là 6,5 tấn, thùng dài 6,7 m. Khánh sẽ đi chi tiết hơn cho quý khách hàng cũng như là anh em xem tham khảo qua. Hiện tại trước mắt anh em là mẫu cái phiên bản xe Hino FC thuộc phân khúc series 500. Và đây là mẫu tải cho phép chở là 6,5 tấn, thùng dài 6,7 m lọt lòng thùng. Thì với thiết kế vẫn là thiết kế của phiên bản Hino FC giống như phiên bản 2020. Thì logo thì chữ H cũng là nằm vị trí trung tâm và kết hợp mặt ga lăng, đồng thời là mặt ga lăng tầng. Các hốc gió giúp cho cái khả năng làm mát động cơ cực kỳ tốt trên cái phiên bản Hino FC này. Phía trên là về phía cái gương chắn gió phía trước, kính chắn gió lớn phía trước. Và đây là kính chính hãng của Hino luôn. Đây, quý khách hàng có thể thấy chính hãng của Hino. Và đây là giúp cho cái kính chắn gió nó khá là bền bỉ và vững chắc, tránh hiện tượng vỡ bụng khi mà xảy ra sự cố nha. Phía dưới nữa là về phần gần gạt mưa. Thì gạt mưa kết hợp là về phần vòi phun nước luôn, nó nằm vị trí bên trên đây luôn. Vòi phun nước giúp cho cái khả năng vệ sinh kính chắn gió mình phía trước nó khá là dễ dàng. Dưới nữa là về tay nắm, thì quý khách hàng có thể cầm tay nắm của cabin phía trước cũng như là bước lên bậc đây. Đây, bước lên bậc vị trí đây thì quý khách hàng có thể vệ sinh kính chắn gió phía trước một cách dễ dàng luôn. Về phần cụm đèn, hiện tại trên tất cả các phiên bản Hino trang bị cho mình là đèn halogen dạng lớn. Và cụm đèn đây là đèn xi nhan. Đây, cụm đèn xi nhan màu vàng khá là đặc trưng của Hino, được tách riêng biệt giúp cho cái khả năng quan sát của người đi đường mình nó khá là thuận tiện và dễ dàng hơn. Về phần cản phía dưới, hiện tại trên phiên bản Hino FC này có sự cải tiến và cách tăng hơn so với những cái phiên bản cũ trước kia, là có trang bị thêm mình phần cản phía dưới giúp cho cái vẻ mạnh mẽ và tạo nên cái thương hiệu riêng của Hino. Về phần đèn chiếu sáng, hiện tại trên phiên bản này nó sử dụng đèn chiếu sáng là đèn halogen dạng lớn và đèn pha cốt được kết hợp về một cụm dạng lớn giúp cho cái khả năng chiếu sáng và bám đường trên phiên bản Hino FC thuộc phân khúc series 500 này tốt hơn so với những phiên bản trước kia. Về phần hông, hiện tại quý khách hàng có thể thấy phần hông là nhãn hiệu Euro 4, tại sử dụng khí thải là Euro 4 theo tiêu chuẩn của quốc tế. Đây, vẫn là trang bị cho mình một bậc cabin bước vào không gian bên trong của cabin. Thì không gian bên trong nó khá là rộng rãi và thoải mái. Thì cái video trước thì Khánh cũng có giới thiệu cho quý khách hàng cũng như anh em xem về cái phiên bản Hino FC thuộc phân khúc series 500 luôn, nhưng mà là phiên bản ngắn thùng dài 5,6 m. Thì đây là hiện tại là thùng dài 6,7 m nha, vẫn là phân khúc của nó. Về phần ghế, hiện tại trang bị cho mình là 3 ghế ngồi, ghế được bọc da khá là sang trọng và đẳng cấp. Đấy, bên Khánh cũng giữ nguyên thủy của nó là vẫn bọc cho khách hàng trước khi khách hàng nhận xe nha. Không gian bên trong nó khá là rộng rãi và thoải mái luôn. Phía trên nó sẽ có trang bị cho mình là 2 đèn trần nè. Đấy, giúp cho anh em có thể quan sát vào buổi tối khi mình bật lên, mình sử dụng nó khá là dễ dàng. Tiếp đến là Khánh sẽ đi qua bên tài chính cũng như là cho anh em và các khách hàng xem chi tiết hơn về bên trong của phiên bản này nhé. Đây là về phần cửa. Trước tiên là về phần cửa, hiện tại xe trang bị cho mình ở bên tài chính là automatic nha. Đây, auto là gương chỉnh điện, chỉ một chạm anh em chạm lên là sẽ bật lên, anh em bấm xuống buông ra là sẽ bật xuống bên tài chính, và tài phụ thì sẽ không có. Cũng như là trên đây nó sẽ có cái nút khóa cửa nè. Đây, khóa rương luôn, khóa rương hai bên. Về đây là chốt mở cửa cơ và càng tiền thuốc khá là cơ bản. Ghế thì hiện tại những anh em nào có chiều cao 1m8 như Khánh thì ngồi khá là thoải mái nha. Tầm quan sát của mình cũng khá là rộng luôn. Đây, khá là rộng. Về vị trí trung tâm, quý khách hàng có thể thấy trước tiên là vẫn là bảng đồng hồ tắp lô vị trí trung tâm. Trang bị cho mình vẫn là đồng hồ cơ, đây số km trên giờ, đồng hồ Edo,
khoảng 2 inch về vòng tua máy, báo mức nhiên liệu, nước làm mát và đồng hồ đo số khí hơi. Điểm đặc biệt là phiên bản Hino FC 6 tấn ta rưỡi thùng dày 6m7 này trang bị là hệ thống phanh dầu trợ lực hơi nha. Hiện tại là có đồng hồ đo số khí hơi của mình. Về phần bên trái cánh tay, xe nó cũng là cầm gạt khá là cơ bản về đèn vị trí, đèn pha, cốt, maxine, đấy, xi nhan. Bên phải là trang bị cho mình về các cầm gạt mưa, phun nước cũng như là đều phanh đèn báo nguy nè. Anh em bắp lên thì bốn đèn đều cháy, cũng như là về phần đèn độ phanh, độ đèo, phanh combo. Đây, phanh combo thì sẽ có khá là nhiều anh em thắc mắc về cái hệ thống đèn của phanh combo này, thì Khánh sẽ giải đáp chi tiết hơn cho anh em, thì Khánh sẽ để cái đường link phía dưới về các đèn cảnh báo xe Hino. Về cái voa lăng, hiện tại quý hàng có thể thấy voa lăng nó khá là thích cái voa lăng của phiên bản Hino này so với những phiên bản khác, cầm nắm khá là dễ dàng. Và kết hợp là về phần logo chữ H cách điệu nằm phía trên cái mặt voa lăng nha. Đây, kết hợp là về phần còi. Tiếp đến là về phần trang bị theo xe của Hino, đó là về máy lạnh Denso 2 chiều nè, có thể điều chỉnh chế độ nóng lạnh. Ở khu vực phía Bắc thì đa số sẽ dùng dùng lạnh, và khu vực phía Nam thì đa số sẽ sử dụng lạnh này nha. Phía Bắc sử dụng nóng, và đây sẽ là lấy gió ngoài, và đây sẽ là ngoài và trong. Đây lấy gió trong, đây lấy gió ngoài đấy. Và chế độ nhanh mạnh của quạt gió cũng như là điều chỉnh hướng. Về radio thì quý khách hàng có thể thấy xe trang bị cho mình là radio theo xe luôn nha. Đấy, kết hợp là mặt đồng hồ LCD của nó rơi tầm khoảng là 4 inch. Đây. Và kết hợp của mình nó là về cái cổng USB cũng như là cái cổng jack 3.5, giúp cho anh em có thể giải trí một cách khá là dễ dàng. Ngoài ra thì xe trang bị thêm là các cái bảng đồng hộp tắp lô cũng như là để đồ cho quý khách hàng cũng như là anh em, khá là cơ bản thôi. Đấy, phía trên nó sẽ có hai hộp để đồ, anh em có thể để những cái cuốn sổ bảo hành hoặc là giấy tờ quan trọng trên đây, nó đỡ thật quạt, nó khá là tiện nghi luôn. Về phía trước nó cũng trang bị cho mình là một cản che nắng phía trước nha. Đây, bên tài chính và tài phụ đều có. Về hệ thống phanh đổ, hiện tại trên phiên bản này nó trang bị cho mình hệ thống phanh đổ cơ nha. Anh em kéo cơ, bắt đầu từ phiên bản 8 tấn đổ lên thì nó sẽ trang bị hệ thống phanh đổ hơi. Đấy, về hộp số thì hiện tại xe trang bị cho mình hộp số 6 cấp nè, 6 số tiến và 1 số lùi. Anh em có thể vào số một cách khá là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Tiếp đến là anh em hãy cùng Khánh khám phá về cái khối động cơ trang bị trên cái phiên bản xe Hino FC 6 tấn rưỡi thùng 6m7 này nhé. Thì Khánh vừa nâng cabin của phiên bản Hino FC thùng 6 tấn rưỡi này lên FC 9GLTC. Thì cabin của phiên bản từ 1,5 tấn cho tới 8 tấn thì đều là cabin cơ cấu kiểu lật, và khi mà nâng lên thì anh em hãy nhớ gài chốt an toàn ở đây, tránh hiện tượng cabin bị lật xuống. Đấy, về phía dưới thì hiện tại xe trang bị cho mình một miếng lớp cách nhiệt, giúp cách nhiệt hoàn toàn tốt giữa phần động cơ bên ngoài và phần cabin bên trong, giúp cho những người ngồi bên trong không bị nóng nha. Anh em có thể thấy đây là cái khối động cơ trang bị trên phiên bản Hino 6 tấn rưỡi 6m7 này, nó khá là hầm hố với cái khối động cơ là động cơ 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Trang bị cho mình có là tua bin tăng áp. Đây, tua bin tăng áp quý khách hàng có thể thấy bên phụ nó sẽ đặt khá là hầm hố và to. Về cái công suất cực đại, hiện tại trên cái phiên bản này nó đạt đến là 180 PS tại 2000 chim thúc, 500 vòng trên phút. Trên cái dung tích xi lanh của phiên bản này là 5123cc nha, khá là to và hầm hố so với những cái phiên bản như Isuzu hoặc là Hyundai. Về cái hãng Hino lắp đặt những cái trang thiết bị khá là chi tiết và rộng rãi, anh em tài xế cũng như là những người bình thường như Khánh thì cũng có thể quan sát những cái chi tiết các thiết bị lắp đặt và sửa chữa khi mình xảy ra sự cố, nó khá là dễ dàng và tiện nghi. Về hộp số hiện tại trên cái phiên bản này, lúc bên trong cabin thì Khánh cũng có trao đổi với anh em là tại xe trang bị hộp số 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi. Anh em có thể vào số hoặc là đi số khá là dễ dàng. Tiếp đến là về phần hệ thống thùng, điều đặc biệt khá là nhiều khách hàng cũng như là anh em quan tâm về phần thùng. Hiện tại bên Khánh sử dụng thùng tiêu chuẩn cho khách hàng là thùng sắt mở 7 bẩn, là vách bẩn inox, còn các chi tiết còn lại là sẽ đi chi tiết với Khánh hơn. Về phần khung xương vách trước thì hiện tại quý khách hàng có thể thấy là sắt hợp. Đây là sắt hợp 40-40 và vách trước là vách 1,5 ly để phản. Về phần khung bao sàn cũng như là bản lề, về phần trụ cũng như là khóa tôn, bên Khánh sử dụng cho quý khách hàng là sắt luôn, khung bao bẩn là sắt luôn. Về trụ thì hiện tại trụ trước cũng như là trụ sau bên Khánh sử dụng U100. Về phần trụ giữa đây, bên Khánh sử dụng hai trụ giữa là U140 một vách
Đấy, có độ dày lên đến là 4 ly. Về khung bao sàn, bản lề cũng sử dụng là IE bằng sắt, có độ dày lên 4 ly luôn nha. Về phần cản hông cũng như là cản sau bên cánh sử dụng là sắt và có độ dày lên đến 1,4 ly. Đấy, điểm đặc biệt có nhiều anh em khá là quan tâm về phần đà dọc cũng như là đà ngang. Quý khách hàng có thể thấy đà dọc hiện tại bên cánh sử dụng là đà dọc thép đúc khá là dày và chắc chắn, có độ dày hiện tại lên đến 5 ly và 4 ly nha. Đấy, đà dọc hiện tại sử dụng U120 và đà ngang sử dụng U100. Đấy, khá là dày dặn và chắc chắn cũng như là cứng cáp cho quý khách hàng cũng như anh em. Điều đặc biệt hiện tại bên cánh sử dụng một cái lớp sơn màu đen cho quý khách hàng, đó là sơn không rỉ sét nha. Đây, quý khách hàng có thể thấy sơn màu đen chống rỉ sét. Và đây là cái điểm khá là tiếp xúc với nhiều nước và khó là vệ sinh nhất, nên hiện tại bên cánh sử dụng cho quý khách hàng là chống rỉ sét, tránh cái độ ăn mòn. Về phần về chắn bùn bên sau sử dụng khánh gọi là sử dụng inox luôn quý khách hàng. Tiếp đến là về phần khung bao sau, khung bao sau hiện tại bên khánh quý khách hàng có thể thấy là sử dụng là bằng sắt nè. Đấy, vỉ thì hiện tại có thể mở vỉ hoặc mở cửa tùy theo nhu cầu của anh em, khá là cơ bản. Đi thẳng trực tiếp vào bên trong, bên trong thùng thì anh em có thể thấy vách trước là vách bằng sắt 1,5 ly để phẳng nè. Về phần vách bẩn bên trong thì sử dụng tôn kẽm là 0,5 ly. Về phần sàn thì hiện tại có thể để phẳng dập sóng hoặc là dập đập me cho anh em. Về phần khung chuồng heo bên cánh sử dụng đó là sắt hợp 40-40, có độ dày 1,4 ly. Về phần kèo hiện tại là kèo trước là sử dụng các U và các Phi nè. Đấy, khá là dày dặn và chắc chắn nha. Thì Khánh cũng vừa giới thiệu cho anh em cũng như là quý khách hàng về cái phiên bản Hino FC 2021. Và đây là mẫu có tải trọng cho phép chở là 6,5 tấn, thùng dài là 6m7, chiều ngang là 2m28 và chiều cao của bẩn là 0,7 cũng như là chiều cao từ mặt sàn đến vị trí cao nhất của kèo là 2m06. Thì anh em cũng như là quý khách hàng có nhu cầu mà muốn xem xe hoặc trải nghiệm xe thì hãy đến địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thế An, quận 12, hoặc có thể liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259 khách đài bên màn hình. Thì Khánh sẽ giải đáp tư vấn cũng như là báo giá chi tiết hơn cho quý khách hàng về cái dòng xe Hino 6,5 tấn thùng dài 6m7 này. Ngoài ra thì còn có những cái dòng xe Hino từ 1,5 tấn cho tới 15 tấn và kể cả đầu kéo 40 tấn cho quý khách hàng cũng như là anh em xem tham khảo qua. Thì anh em và quý khách hàng cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em cũng như là quý khách hàng ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.